Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao giải thưởng cuộc thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch kiến trúc trung tâm hành chính quận Hải Châu. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn cuộc thi Lê Quang Nam. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 20 bài dự thi. Đảm bảo yêu cầu về quy chế, nhiều bài dự thi có sự đầu tư sáng tạo. Thông qua cuộc thi nhằm lựa chọn ra các phương án có tính sáng tạo, tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc, đô thị. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam trân trọng chúc mừng các đơn vị đã tham gia và đạt giải thưởng, đồng thời đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị trong thời gian qua, rất trách nhiệm và nghiêm túc. Kết quả qua 4 vòng thi có 3 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba, lần lượt là Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Đô thị CIAR và Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam CTCP. Ngoài ra, ban tổ chức cũng hỗ trợ các đội thi vào vòng trong top 8 là 50 triệu đồng.